Tí tinh thương ngàn thiên dương dương văn văn dù đề nhị trên hàn đông đông nghi cuồng tuần quán nghi sáng đền là hôm nay trên hàn gió quân muốn dung cây đi ơi
hồng nghĩa tô điểm màu da cổ tay tự ngà đồ vân vân tóc không mai bà điểm trang nước nước nghe giặt nghi huế cài đi nghĩa sau trình đức vua cho trình lên tứ phủ
phần xa đồ cho làm nữ trẻ già
con cháu cháu nhà nhà bình an. Đồ cho tuệ thứ xuân này, cửa nhà khang thái phúc nay dầu bì. Cửa nhà khang thái phúc nay hạn trừ. Đồng nhập rời bà mới ban ra, bước phương nghề họp bà đi đã tháng ngày. Ban cho tin tốt nụ rời, bồng độc cho nắm về đây mi cho nhiều. Ban cho dày nhất giang yêu, bồng độc cho nhiều hơn năm ngói năm xưa. Thành đồng con nhà khói phụng thờ. 30 mùng 1 14 mi hôm dòng mặt, 30 mùng 4 hôm giáp 14. Giang 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 nàng nàng tiên nữ 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 đang đi về bàn đến đây. Giang 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 nàng nàng tiên nữ đang đi về tới bàn đến đây. Ôi tên nào hồi mưa vì bên đây mũ ca chim sơn giang tôi nghe hai hoa trầu gió chơi khắp nơi. Chim oanh đang véo von rộn ràng cất tin ca vang khi nào vần rồng tươi xa chim én bay gấp gấp trời hòa bình trong mê nắng mai dốc cao mi sườn đồi. Ngàn năm có suối uốn quanh ướt hoa vì bên đôi kỳ màu hoa thắm tươi. Nhạc hoa bừng trong nắng mai hát khúc ca vang. Lạy trầu đẹp quá lạy trầu. Lạy trầu xinh quá lạy trầu. Ơi trầu đẹp làm sao bước lên tàn xanh con xa về đây con dân châu đời ca. Châu xinh như hoa, châu đẹp như tiên giáng xuân dịu dàng. Giáng xuân dịu dàng nàn môi anh cười nàm mất ngay trần gian. Giáng ngày hôm nay hai giáng về đời con hát cho ba đời đời. Ngân nơi hương nga giọng mà mường tiếng kinh tiếng
dòng xa y a dòng mượn tiền đi châu thổ to đường a y y lục châu quan hỏa đi hú đường đi hú nô dòng truy ban cảnh du hồ y a a a sẽ loan thành gió hồi cùng đệ tử tùy tòng xoa khâm sai đệ tử tùy tòng bao dung công chúa ngự đồng cứu dân trong nghĩa thân ngoài thời nghĩa dường đương nghỉ rời hạt đổ nước nga đời đời a di đà phật lưu hương xạ nhiệt pháp giới mộng vân chư phật lại hồi thất giao băng thủy sứ thiên đường ân thành lý phương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô nhang vân cúng dạng bồ tát ba đã thành ra đèn suối lần nề hai qua sông hoa vào đền thờ châu năm năm giờ trang tích nghề cũ lễ chiều châu năm mấy công chúa vĩ kiều nét đoan trang nửa nhường mày ngọc chuốt đôi mày ngài đưa quyết ni vầng trăng trầm trầm cài soi nước lòng mờ lành châm mi cài soi nước nóng này gót tim lại sao anh nghĩ dừng mà thanh nhớ thang hoa đun nở đầy ngàn tay hái gùi trên vai nắng nắng ở trời chín thương dung mà dình quý kính đầu dập mì đơn quốc kêu hỏi cảnh chiều quốc mỹ kêu ơi gọi cảnh chiều hôm mi tiếng chim gõ khiến nỗi buồn bâng khuâng tiếng ông hổ gầm vang trong hang động đàn bão hoa sao lượn tìm mồi bầy này ngơ ngác chân đồi hiểu nào
hàng sâu vực nghỉ tạm đi núi đồi thiên nhiên. Tiếng công hổ gầm vang trong hang đồng đàn báo hóa dòng đưa đưa tìm mỗi quấy nay ngơ ngác sườn đồi đi. Ngày hôm nay trầu năm đã về rồi,
hãy ca vang khúc nhạc hài hoàn. Ca vang trước điện ngọc nghiêm tràng, tay tiên tay tiên tỉa lá bên cạnh. Trăm hoa đua nở, trăm hoa đua nở đầy ngàn tay hai. Vui chim bay nắng mặt trái chim thơ. Rung ra rung rơi quầy gánh đầu non. Rung ra rung rơi quầy gánh đầu non. Giờ mi bông hoa nở, hoa mận đào rực rỡ khoe trương. Thơm thơm thoang thoảng hoa nhài, nay thơm thơm thoang thoảng bông hoa nhài. Độc rời cho mới ban xa. Ba đê đã tháng ngày, ba bán cho tiền tốt đũa dày. Một độc cho nó về đây mi cho nhiều. Ban cho tình đồng dài nhất giang kiều. Ban cho tình đồng dài nhất giang kiều. Vai đeo bùi, vai đeo bùi hái quả quỳnh hoa. Đêm trăng thành biến thiên châu đi về. Đất bản nàng châu cô sân đô, sân vô khoai sân đỗ đầy nương. Vì dân đây đây có cuộc sống đôi nay, có là nhớ ơn châu ba vì đề. Mau chân đi xuống chờ, hương trăng bay khắp sườn non. Mau chân đi xuống chờ, hương trăng bay qua sườn đô. Tuân dọc danh ơi, nước chảy về đâu, nước chảy về đâu. Đi lên ngàn, đi xuống suối, vô vang cả núi đồi. Ơi rừng ơi, núi rừng ơi. Bang 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 chân trầu vững bang bang. Bang bang nên rừng đi xuống núi, bang 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 hái hoa nàn rừng. Mùa xuân sang cất cao tiếng hô, gọi cái rừng ơi, trần gian ơi, châu ba về đây thôi. Cách mấy dặm trường trời in bóng nước chúc mừng bị gần ngày. Đất là cảnh đẹp lá bên đường mây ngàn gió núi bề hồ mênh mông. Tứ bề bát ngát xa trường ngàn cỏ hoa thiên mai kiều na, ngược dòng sông núi
vào giá người cho bà về hội đồng cả vui. Ai nên nàng sơn châu thổ ngắm cảnh rừng thác đồ suối heo vừa trang tình cũ đây chiều đục cùng công chúa mỹ miều diễm hương nét đoan trang đường đường ngọc đô đôi mày ngài nửa khuyết vầng trăng đôi mày ngài nửa khuyết vầng trăng sâm bông hoa đua nở đầy ngàn tay ai vui trên vai đặc trai chín thương dung dịch quần quần váy nắng đầu no dung ra dung di quẩy gánh lên no quay gánh đầu non và nghe chiếc khiu veo von chìm thời đục ta dừng chim oanh gọi bà nhấc trông nên cánh nhạc dập dường con cuốc kêu vịnh cánh chiều hồ con cuốc kêu vịnh cánh chiều hồ. Chiều hôm tiếng chim mới gõ khiến nỗi buồn bâng khuâng tiếng ông hổ gầm vang vang trong hang động mề đàn báo hoa dạo lượn tìm mồi bầy nay ngơ ngác chân đồi something
phong mỹ đục cung nương vốn dòng trần thì bà sinh nhi trên non hiểu đúng giang là nơi cát đi bắc đệ ngàn tui khi là nơi chùa tiền vâng đầy y nơi đi chân thị nương tâm độc đồng bào thái thu tháng chín ngày mười chân thì nương tâm đầu đầu bao thai của tu tháng chín lẻ người đi thank you.
người đôi mươi tháng chín ba thu về xa anh hồn hương chúng con chào mừng là chúa đục 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 cùng nương đi cửa nhà khắc thái phúc nay dù bình
ba bốn mùa phảng lặng can co, dân an nước thịnh cháu con đi đầy đàn, dân an nước thịnh cháu con an lành. Chân dầu đi rằng nhiều đường năm nơi đây này à, chân đi tròn đôi này, chân chỉ tròn đôi này thôi bạn à ơi, chân đi tròn đôi này chỉ tròn đôi này thôi, đôi lui lui đôi bao la nên là dầu hãy bông hoa hai hoa bạc đi đi đi. Biết bao tay đồng chờ mong ban khen, biết bao tay đồng chờ mong ban khen. Này châu châu đẹp quá, châu xinh quá này châu. Thương ai tay đồng châu ban, ghét ai châu để nhớ nhàng bạc ai. Ngày hôm nay châu non giá vì đây, sân nấm mồ dê một cây mi nên rừng mà, sân nấm mồ dê nên rừng một cây. Cây trầu trầu đẹp trầu xinh quá. Giang ai xa xa khi nàng tin đưa đi hai hoa hàn say, đừng ngàn bao la tiếng chim rừng ca thiếu ra. Khi trên ta gió xuân này hoa, chân dầu bước bước quan tái nhẹ nhàng, mắt nóng anh vui như hoa ra trắng như vòng vòng mà dưới tóc biết buồn tung bật non ra. Dầu về đâu? Gót 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 nín non tim đàn cát véo hò, suối sâu vang vọng nơi cá đồi núi bao la sương mơ răng nhỏ, đường non ra vì đây à, đông tương à xanh vì đơn. Cho lắm về đây càng nhiều, ban cho dài nhất sang kiều, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con khuya sớm mùng 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Ta làm cho thế gian coi, cầu thế gian cười rằng đẹp mi không nghiêng. Ta ý mới bắt bộ làm tiền ý ngang. Thành ra đùng đùng tiếng trống mê linh phất cờ khởi nghĩa, chầu bát đi giành hàng đầu, binh thư đọc suốt suốt đêm thâu, ngày ngày luyện tập dãi dầu ba quân gươm thiêng sáng tỏ chúng thần. Thank you.
đất nước bồn ngàn năm năm định là sự biết bao trang niên nỉ nữ anh hùng đôi vai nghĩa nước tình chồng mặt đi đông hạt tràm sang đi cướp nước ta gây nên tôi chơi đất không tha sát đi phù cướp phù để bao nhà nát ta dân khắc khỏi ngày đêm mong mỏi ai người lo đánh đánh đuổi thù chôn chung phường đâu đất đây phù hùng có ông phù rất rất người vốn giàu thì nhỏ nghe tham thuốc gần xa đồ nạn hoang thì bờ tuyết mi bạn sắp đi thăm quỳnh giao sớm nở một bông ông nghe bà thỏa đôi năm năm mong tháng chờ nghĩ quang dòng nhan tập tư diều dầu về dinh tư chung cô nga kim linh đi kim mục hoàng lân cần phật thanh chú tin trường ấy à đùng đùng tiếng sông mì nì bất cờ người giặc sờ mắt quý danh an đào bình thư đồng suốt đêm thâu ngày ngày dây tập nay dây dầu ba bông gươm tiếng sáng to trung đường ấy gươm thiêng sáng to chôn thân cờ hồng ra chân lẫy lừng một phen quân Tô Địch phách làm kinh hồn ấy à.
các nhà Đông Hán không còn một tên, trẻ già trai gái không quên ba năm độc lập cho Giang Sơn khai hoàn. Thua bây giờ có nhà họ Vũ đẩy trôi ngang một nhụy sinh thay, hoa lệ trăng tiết lên mười. Đôi nguyên hoàng thanh nguyệt gạch mây, tuổi xuân đương độ trăng tròn. Tuổi xuân đang độ trăng tròn, môi son má phấn hơi hơi tiết hồng, nét ngọc trong xanh cùng trăng trăng nước mê. Tô đình kia muôn ép duyên hài, tự thân huyết một liều hai. Tự thân huyết một liều hai, nên đâu này ra cho rồi dũng gì. Một đi môi gạt quân thù đôi kia gạt phá tan tành. Ây à, à, à. Nước nước cử định dành cho nữ kiệt đôi kim vàng, thanh nghi nguyện dành mấy tuổi xuân đi vừa đổ trắng đầy. Quyết một điều hai, né đâu nại gà cho nổi xúc 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 sinh. Đôi tờ máu cho ba mối gan quân quân thù đi. Thành ra hồi cung
châu kiều nguyên xưa ra ngữ về trời quay thao nón để hầu trong vì ta tòa đô hương xa nhịp pháp với mong muốn chư phật này hồi tân giao văn tỳ sư kiến tường vân thành ý vương vân chư phật nhịp toàn vân nam mô ứng ứng bồ tát ma tất nam mô ứng cúng dạng bồ tát ma tất nam mô ứng cúng dạng bồ tát ma tất hồi cùng bắc lệ bao xa có ai lên bắc lệ bao xa ai đi chiếm mà bài phải qua ngôi đền đèo trên thông xeo dưới thời vườn hót trầu bé dậy chim rừng ca hót liễu lô xuống ngà bắt lệ đi vào ngàn cỏ hoa nghiêng bình ủ lá bầy chim cuông bách ngơ thú quỳ tâu chìm oanh diêu diết bên lầu con dầu gì nay duy suối đồi năn na nì mèo von một nì bầu do mát trăng thành đi một bầu yêu điêu vào ra gót đi tiền quấy nắng hái trà miệng trầu cười trắng bông hoa đua nở hát dòng mường
tiếng thổ tiếng kinh kinh ông sao phúc thanh bình nhang đi mẫu ba hòa tiêu tiêu nhà nhạc hát khúc ca vang đi thầy hôm nay trầu đại giáng từ chung ý soi khắp bên các tò sơn trang đầu đô tiếng nay nhạc cung đà con dâu mà về đàn hát mi vui thêm có tiếng xin ý nhạc vang lên cung đàn khúc hát vang lên mi khung trời đón dâu mà về nơi chân thế bắt thấy tay đồng hôm nay thành thơ nhìn người trời ngồi sơn lâm mặc vui sao vui cầm về theo sông đang hơi đắp chắc thoáng bên lâu rồi một màu son sắc tốt nó tươi dương dò lên đi ngàn lắm lắm quả nhiều hoa chăm sắc hoa khoe màu bướm bay là nơi vang khúc nhạc ca con dương châu đời ca châu xinh như hoa châu đẹp như tiên giáng xuân đi dịu dàng giáng xuân dịu dàng làn môi anh cười nằm ngất ngây trần gian giáng ngày hôm nay nay giáng vì đời con ơn châu đời rồi em biết điều sớm chiều cả vang tay khơi
xóm ven mười phần, phần tươi phần tốt phần gần phần xa, đồ cho làm đứa trẻ già, cửa nhà khang thái phúc thái giàu bền, cửa nhà khang thái phúc thái giàu bền. Bốn mùa ngạt hương, châu bé
thượng tổ mường là gốc neo tứ thân khăn thắp đôi đầu đai danh kiềng bạc túi trầu a à, vòng kim cương long lánh buồn thấy hây hây mặt đức vơi đầy thành ra hồi cùng nên đất bảo hà ông nhắn ai nên đất bảo hà nên mười phong nguyệt đó là cảnh thân tiên chơi vườn đêm xuân ngon cảnh vườn đào tây bằng trăng sáng ba sao giữa rơi đi bảo hà là nơi tăng tích ông bảy hòa thực đinh đinh mi trung nghi quân đi ơi thỉnh ông hoàng sớm hôm nhang khói khói nhang phùng thở chân kinh có chữ nam mô có chữ nam mô chân kinh có chữ nam mô a di đà phật hoàng vô châm đồng hoàng về có phép thần thờ nào na níu tùy đạo
thuộc ngày mây pha nghĩ nghi trai. Các cô hoa trà nên từ tâm chuộc chén ô lòng quỳ tiên chúc ngơ chén trà ô lòng tay nâng nâng bình ngọc có các bạn đi dừng ông chén trà đi. Lúc vừa nhà ông Hoàng Bảy Hiên ta vui không vì xa ba trên các cô quyền mời thanh ngưng mỹ vị đủ ngọt đi bùi kỳ chân chân na ô chân chân na ô chân chân ngọt bùi đủ kỳ chân chân trên trà tàu ông hoàng bảy người ưa thích kẹo xìu thuốc công ống mới lúc hoàng ngự thành thôi. Hoàng say đi do
quay cùng với đất Việt. Giờ đây thải bình bình khách Trần Phạm, chúng con đây hồ dê mấy mấy ai hay tăng bồng hồ thủy ngày ghế ông được vinh vinh hoa. Hoàng xây trời đất vào trong đó, chọc chọc dọc sơn hà bằng một mũi tiêm. Người Trần Phàm, chúng con đây hồ dê mây ai hay tăng bồng nghề thủy ông bè hèn có ngày các ký đường vinh hoa. Hà bảo hà lên trên bảo hà nếm mùi phong nguyệt đi đó là kim cảnh thần tiên sáng mua sáng liễu phàm ô tiên kim cảnh thần tiên trên bảo chiến bảo giang tay tát cạn đi đau đầu đầu đầy đau đầu đầu giặt muôn con không đi từ ý. Ông bảy đưa vào trong bản đi đây sang ngô sang ngô điêu phàn đây bàn đền đây bắc bắc ghế ông ngô đây trong bản đền đây bắc bắc ghế ông tập nhì các cô tin nàng cô nào việc ấy mô ra
nước trà cầu thế nào mới ông bầy gần gần đầu vô vui xếp ban khen. Đôi cô vào rừng nghi bộ khay đèn xe ngà diệt sứ cô cả móc tiền chuỗi bằng bằng vàng nàng ba tin cô nàng ba rừng ngộp tuộc ngang tên là vừa ông bảy hoàng chim đất sơn lâm đốt đốt đình nhang trầm kim cô nàng tươi đốt đốt đình nhang trầm ngọn đèn cô kêu cho sáng tỏ tay ông bảy cầm móc tiền hàng năm mi dựng kèo bệnh yên kèo rượu bứt bứt nạc ông ngự cảnh tiên có ai sánh bì tính nếp nhu mì tiên có nàng sau tính nếp nhu mì sưng ông bảy một con long mã ông về đền xong ông chấm mơ đồng mờ nơi khúc đàn tông tiên cô nàng bảy nơi khúc đàn tông miền ca tây gầy bốn năm cùng nghe nó là dâng chiếc nước ngà tiếng nó nàng tam mi dâng chiếc nước ngà hai tay cô tam mi trái chút ông bảy khen là cô khéo tay điều trong đền sòng kiên cô nàng chín yêu điều trong sòng đêm đêm sách kín một đôi vào hầu âm thất dài nụ hồng tím nó nàng mười thất nơ dài nụ hồng mặt canh nghi ba giờ tí cô cầm đèn đồng cô bước ra tiên cô mới mười một quạt nước nước pha trà tiên cô mười một cô vào quạt nước nước pha trà ấm tiên bình ngọc đôi tay ngả cô dâng lên cô thứ mười hai là cô bé Tân An thấy đủ 12 làng tiên nữ bỏ ra đôi bên ông gió già một con huyền tâm trung nghĩ thật trước tòa vàng chơi phật chứng minh hai huyền đang chúc chúc để trình mà để tùy bất túc như có tấm lòng con hiu gì
nhiên. Trước điện thiền